chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của chị Lắng Cooking. Món thịt kho tàu ngon nhất có lẽ là thưởng thức vào mùa lạnh. Cách nấu thịt kho tàu đơn giản dễ làm nhưng phải chuẩn vị. Miếng thịt kho thơm nừng, chín mềm, béo ngậy và lẫn sự dai bùi của trứng kích thích vị giác của mọi thành viên trong gia đình bạn. Bây giờ thì mình mời các bạn vào bếp để cùng mình làm món ăn này nhé. Để nấu món thịt kho tàu thì mình sử dụng những nguyên liệu sau. Đầu tiên là 800g thịt ba chỉ. Thì ba chỉ ở đây mình đã ngâm rửa sạch và cắt thành từng miếng khoảng từ 4 đến 5cm. 8 quả trứng gà, chanh, hành, tỏi, ớt. 1 quả dừa để mình sử dụng nước cùng các gia vị. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi ướp thịt. Để ướp thịt thì mình sẽ cho thịt vào một cái bát tô. Hành và tỏi thì mình sẽ giã nhỏ. Mình vặt hết lùm ớt đi và cho vào đây giã cùng với hành tỏi. Để ướp thịt thì mình sẽ cho vào 4 thìa cà phê đường. Hai thìa hạt nêm. Mình cho vào đây là 4 thìa cà phê nước mắm, một ít hạt tiêu xay. Nước màu thì mình cho vào 2 thìa. Nước màu này là mình tự làm nha. Và 2 thìa cà phê nước cốt chanh. Nước cốt chanh sẽ giúp cho thịt mỡ của chúng ta trong hơn và khi kho thì sẽ nhanh mềm hơn. Mình lấy 1/2 lượng tỏi hành vừa giã, vắt lấy nước và bỏ bã. Còn 1/2 chỗ còn lại thì mình bỏ vào ướp cùng với cả thịt. Bây giờ mình sẽ trộn đều những nguyên liệu này. Mình sẽ ướp thịt ở đây khoảng 1 giờ đồng hồ để thịt được ngấm gia vị. Trong khi chờ đợi thịt ngấm gia vị thì mình sẽ luộc trứng.
khi ướp thịt thì mình sẽ cho thịt vào áp chảo. Các bạn chở đều mặt để cho thịt được lên màu đẹp nhé. Bước này rất quan trọng nên các bạn không nên bỏ qua, vì bước này sẽ giúp cho miếng thịt được định hình và giúp cho thịt săn chắc, không bị nhão. Tiếp theo thì mình sẽ xếp thịt vào nồi. Mình cho hết chỗ nước ướp thịt vào nồi luôn. Và mình sẽ cho nước dừa vào. Khi chọn dừa thì các bạn nên chọn một trái dừa già. Như vậy thì nước nó sẽ đậm hơn và được nhiều hơn. Bây giờ thì các bạn đậy vung lại và đun với lửa lớn. Sau khi nồi thịt đã sôi thì các bạn mở vung ra và hớt sạch bọt để cho nước nó được trong hơn. Lúc này thì các bạn cho luôn trứng vào để kho cùng. Và các bạn nhớ vặn nhỏ bếp xuống để kho với lửa liu riu thôi. Như vậy là nồi thịt của mình đã hoàn thành trong 1 giờ 30 phút. Với món thịt kho tàu này thì các bạn có thể ăn cùng với cả cơm trắng hoặc là ăn cùng với cả xôi, rất là hợp và ngon. Hy vọng là các bạn cũng sẽ thích món ăn này. Bây giờ thì mình xin kết thúc video ở đây. Nếu các bạn thấy thích video của mình, hãy nhấn like, đăng ký và chia sẻ cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.